Hãy xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chút đăng ký để không bỏ lỡ những dự án nào mà mình chia sẻ trong kênh. À, trong video hôm nay mình xin hướng dẫn chúc mừng mọi người là dự án Western Holding để phân phối token về ví của mọi người có ký hiệu là MED2O. Về một ví sẽ nhận được là 200 token. Một ví sẽ nhận được là 200 token. Về dự án mình nhận token của dự án này thì mình kiểm tra được là lúc cách đây khoảng 7 phút là khoảng lúc về 1 giờ sáng. Bây giờ nếu bạn nào không mọi người có thể làm BSC scan để mọi người check ví. Hay contract của dự án này mình sẽ để dưới phần mô tả video. Lúc đó mọi người có thể copy contract. Và nếu bạn nào để làm dự án này, mọi người có thể copy contract. Sau đó mọi người có thể ép vào ví MetaMask hoặc là sớm wallet của mình. Mọi người đăng nhập vào ví. Sau đó mọi người tiến hành click về phần Inbound Token. Mọi người tiến hành dán địa chỉ hợp đồng mình để dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành ép token về ví của mình. Sau khi ép token xong, mọi người có thể vào phần Bucon.app. Mọi người hoặc có thể vào bên cái swap để mọi người tiến hành share token này. Về theo dõi mới tìm hiểu được là khoảng lúc về lúc mà dự án phân phối token về ví của mọi người là khoảng 1 giờ sáng. Về lợi giá của nó lúc đó là khoảng 0.13 đô trên một token. Lên một ví mọi người sẽ nhận được 200 token của dự án này. Về lúc đó mọi người có thể sẽ là được là mỗi ví sẽ nhận được 26 đô. Và hiện tại số lượng người sẽ rất là nhiều nên dự án mọi người có thể đây ạ. Nên định nó sẽ đi rất nhiều, số lượng sẽ rất là nhiều. Tại lúc đó là dự án đang phân phối token về ví. Dự án rất nhiều người làm sự kiện airdrop để sẽ nên bây giờ giá chạy của nó rất là thấp. Về hiện tại mọi người có thể hold lại, nếu mọi người cảm thấy có thể hold lại hoặc là mọi người có thể sẽ liền để sẽ được mọi người vào bank swap. Sau đó mọi người tự hành dán copy contract của dự án này, mọi người phần chạy giùm mình. Sau đó mọi người vào phần chuyển đổi. Sau đó mọi người click vào phần cây. Sau đó mọi người tiến hành dán địa chỉ hợp đồng của dự án này. Rồi mọi người sẽ nhận. Tiếp theo mọi người tiến hành chỉnh lại slip cho mình. Mọi người chỉnh về khoảng từ 2%. Rồi người chọn lựa chọn đồng vật kênh này mà muốn chuyển đổi. Ví dụ mình muốn chuyển đổi sang BNB. Rồi mình coi giá trị BNB hiện tại là bao nhiêu. Rồi 578 rất là ok ạ. Mọi người có thể chuyển đổi sang BNB. Rồi mọi người chọn số lượng max như mình. Rồi mọi người tiến hành enable. Rồi mọi người swap. Với hiện tại mình sẽ hold lại dự án này. Rồi video của mình, nếu bạn nào mà swap token này không được, mọi người phải chỉnh thêm slip của này. Cứ mỗi lần mọi người slip chỉnh, mỗi lần mọi người swap không được thì mọi người chỉnh 2% cho mình. Từ 2 lên 4, 4 lên 6, 6 lên 8, 8 lên 10. Cứ vậy mà tăng 2%. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình.